Xin chào anh em đã xem kênh Anime China. Trong tập 95 của Đấu Phá Thương Khung phần 5, Tiêu Viêm đế không muốn Hàn Gia bị Phong Lôi Các theo dõi chặn giam lỏng. Khi Phong Lôi Các cử quân đội bao vây Hàn Gia ngăn cản những công việc làm ăn, Tiêu Viêm vì không sổ lỗ thứ gì cứu Hàn Gia, mà hắn chỉ muốn được bù đắp hai cái lỗ của Hàn Việt và Hàn Tuyết được tự do. Vì vậy hắn đã trở lại Hàn Gia bị ba trưởng lão Phong Lôi Các đã dùng trận pháp kiểu Thiên Lôi Ngục Chân, cùng với 23 đấu hoàng và 46 đấu vương tạo ra một con rồng điện để về bắt Tiêu Viêm đến chết. Chuyển sang tập 96 của Đấu Phá Thương Khung phần 5, Tiêu Viêm đã dùng đấu kỹ Ngũ Luân Lùi Hỏa Pháp tạo ra một con chó sói lửa bằng dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa. Tiêu Viêm đã dùng đấu kỹ Ngũ Luân Lùi Hỏa Pháp tạo ra một con chó sói lửa bằng dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa. Con chó sói đã há mồm ăn hết toàn bộ tia sét. Tiếp đến Tiêu Viêm điều khiển con chó sói lửa màu xanh lao vào ba trưởng lão Trường Mi. Ba trưởng lão của Phong Lôi Các đã sử dụng chiêu Thiên Lôi tạo ra một tia sét cực mạnh ngăn cản con chó sói lửa. Lúc này Thiên Hỏa Tôn Giả truyền âm với Tiêu Viêm: "Đừng đánh nhầy với ba trưởng lão Phong Lôi Các. Bọn chúng có đại trận có thể liên tục ra sấm chớp vào người chúng ta, nhưng sức mạnh linh hồn của ông không thể trợ giúp Tiêu Viêm được lâu." Tiêu Viêm nghe vậy đã tách dị hỏa lưu ly liên tâm hỏa trên tay thành hai dị hỏa Vũ Lạc Tâm Viêm và Thanh Liên Điện Tâm Hỏa. Còn trên trán cho ra dị hỏa Cố Linh Đánh Hỏa. Tiêu Viêm đã dung hợp quả bom hỏa liên ba màu. Điều này khiến ba trưởng lão Phong Lôi Các phía bắc giật mình trước ba dị hỏa của Tiêu Viêm. Hiện tại Tiêu Viêm đã cầm quả bom dị hỏa ba màu trên tay. Thiên Hỏa Tôn Giả đã truyền âm Tiêu Viêm ném vào đám mây trên bầu trời chính là điểm yếu của trận pháp. Nếu phá được trận pháp, ba trưởng lão của Phong Lôi Các phía bắc sẽ bị trọng thương. Do đó Tiêu Viêm đã ném quả bom ba màu vào đám mây. Còn ba trưởng lão đã sử dụng chiêu Cửu Thiên Lôi Ngục Lôi Thần Chino, là từ trận pháp tạo ra một tia sấm chớp hình nắm đấm to hơn 10 mét va chạm với quả bom ba màu hỏa liên của Tiêu Viêm, nên đã hình thành một trận nổ rung chuyển toàn bộ Thiên Bắc Thành. Ba trưởng lão Trường Mi vẫn cố gắng bơm sức mạnh vào bàn tay sấm đang va chạm với quả bom ba màu hỏa liên hình bông sen của Tiêu Viêm, nhưng quả bom hỏa liên ba màu của Tiêu Viêm đã phá hủy bàn tay sấm của ba trưởng lão Phong Lôi Các. Tuy nhiên Trường Mi đã sử dụng chiêu Thiên Cương Đường Chiến Trận, từ trong trận pháp Cửu Thiên Lôi Ngục Trận tạo ra một tia sét đánh tiếp vào quả bom hỏa liên ba màu hình bông sen của Tiêu Viêm, thì quả bom hỏa liên ba màu đã phá nát trận pháp Cửu Thiên Lôi Ngục Trận, khiến toàn bộ ba trưởng lão Đấu Tông, 23 đấu hoàng, 46 đấu vương đều phật máu mồm trên. Truyền đến các nhân vật phụ trong thành đã bàn tán, đến ngay cả trận pháp Cửu Thiên Lôi Ngục Trận của Phong Lôi Các phía bắc cũng bị thất bại trước Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sắp nổi danh tại Trung Châu. Thậm chí một số người còn nói về em gái Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các phía đông có đánh được Tiêu Viêm không. Trở lại chỗ ba trưởng lão Phong Lôi Các, Trường Mi trưởng lão đề nghị anh em rút quân chạy chốt trước Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy vậy đã ngưng tụ linh hồn trên bầu trời đánh thẳng vào ba người Trường Mi, khiến ba người Trường Mi phật máu mồm trên lần hai bắn thẳng ra xa. Tiêu Viêm đã điều khiển linh hồn lực lượng lấy ba chứng nhẫn trên tay của ba trưởng lão Phong Lôi Các mang về phía mình. Phong trưởng lão của Phong Lôi Các vẫn là to anh em rút nhanh, và họ đã may mắn không bị Tiêu Viêm dí theo chạy được. Lúc này Tiêu Viêm đã mở ba chiếc nhẫn của ba trưởng lão Phong Lôi Các lấy được ba quyển sách trong đấu ký Tam Thiên Lôi Huyền Thân. Tiêu Viêm đã cất ba quyển sách vào trong chiếc nhẫn của mình. Bây giờ Hồng Thiên Khiếu thấy chiến trường còn mỗi mình với con Điệu Khôi cùng với Tiêu Viêm. Hồng Thiên Khiếu đã cầm đao chém thẳng vào người Điệu Khôi một phát, khiến cơ thể Điệu Khôi không bị làm sao hết. Lúc này Tiêu Viêm đang từ từ đi đến chỗ Hồng Thiên Khiếu. Hồng Thiên Khiếu đã sử dụng đấu kỹ hỏa toái đao chém một phát vào bả vai của Điệu Khôi. Điệu Khôi đã bị vết thương rất sâu ở bả vai, nhưng Điệu Khôi vốn chỉ là người không có linh hồn. Nó đã dùng tay đấm thẳng vào ngực Hồng Thiên Khiếu, nên Hồng Thiên Khiếu đã lùi lại vài bước phật bóng mồm trên. Tiêu Viêm thấy tên Hồng Thiên Khiếu làm tổn thương món đồ chơi Điệu Khôi, hắn đã ném một quả pháo ngưng tụ vào linh hồn Hồng Thiên Khiếu. Hồng Thiên Khiếu đã cầm đao chém một đường khí chống đỡ quả pháo của Tiêu Viêm, nên Hồng Thiên Khiếu đã phật máu mồm trên lần hai. Hắn đã cố gắng xin lỗi Tiêu Viêm, là ân oán của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các hắn không liên quan. Tất nhiên Tiêu Viêm tin thế nào được. Vì vậy Hồng Thiên Khiếu vẫn chạy cối xin xỏ Tiêu Viêm. Hồng gia sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Tiêu Viêm, chỉ cần Tiêu Viêm tha cho hắn. Thậm chí bên Hồng gia chấp nhận làm bạn với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng gật đầu đồng ý chấp nhận với Hồng Thiên Khiếu, nhưng hắn cho Điệu Khôi đánh một chưởng vào sau lưng Hồng Thiên Khiếu cái tội ngao đa nói lắm. Nhưng Hồng Thiên Khiếu đã vác con đao xoay người lại chém vào tay của Điệu Khôi. Tuy nhiên Điệu Khôi đã lao đến ôm chặt Hồng Thiên Khiếu khóa chân khóa tay của hắn lại. Vì vậy Hồng Thiên Khiếu đã kích hoạt trạng thái tự bào nổ chết chung với Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm đã nhận biết dùng tay dị hỏa đấm xuyên ngực Hồng Thiên Khiếu, khiến hắn không thể tự bảo được nữa. Tiếp đến Tiêu Viêm đánh vào đầu Hồng Thiên Khiếu bắt linh hồn của hắn. Linh hồn Hồng Thiên Khiếu cũng muốn tự bạo cho nổ. Tiêu Viêm đã dùng linh hồn của mình ngăn chặn đánh choáng linh hồn của Hồng Thiên Khiếu đấu tông năm sau. Sau đó hắn bỏ linh hồn Hồng Thiên Khiếu vào một chiếc bình ngọc dùng dị hỏa phong ấn lại và cất vào chiếc nhẫn đeo trên tay cùng với xác của Hồng Thiên Khiếu. Lúc này Tiêu Viêm ở trên La To với Hàn Gia. Sau này Hàn Gia chắc không bị Phong Lôi Các tìm nữa đâu. Tiêu Viêm đã bay xuống gặp mặt hai em gái Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt ở trong vườn lần cuối chia tay ngày 20 tháng 10. Hàn Tuyết đã mồm nói chuyện với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không quay lại Hàn Gia cưới cô cùng chị Hàn Nguyệt như đã hứa. Tiêu Viêm cũng cho hai chị em Hàn Tuyết nghe hắn đã có xích mích với Phong Lôi Các, ở lại sẽ khiến Hàn Gia bị Phong Lôi Các đánh mất. Lần sau hắn có đủ sức mạnh bảo vệ mọi người sẽ quay lại gặp hai chị em Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết. Nhớ lúc đó đừng đuổi hắn xuống gầm giường hay ra ngoài cửa ngủ là được. Hàn Nguyệt cũng lên tiếng cảm ơn Tiêu Viêm chuyện Phong Lôi Các lần này. Tiêu Viêm cũng giải thích với Hàn Nguyệt việc này do hắn mà ra với Phong Lôi Các, và Tiêu Viêm đã bật cánh bay đi luôn, khiến Hàn Tuyết đã chảy nước mắt cũng là lúc cô thấy Tiêu Viêm đi mất. Trở lại với Tiêu Viêm đã bay lên bầu trời rời khỏi Thiên Bắc Thành vài trăm km. Tiêu Viêm đã bắt đầu có dấu hiệu bị thương bên trong ngày. Thiên Hỏa Tôn Giả cũng truyền âm Tiêu Viêm mau đáp xuống chữa trị vết thương. Do Tiêu Viêm lần này đâm hơi sâu dùng quá nhiều lực lượng linh hồn của Thiên Hỏa Tôn Giả, vì vậy Tiêu Viêm đã đáp xuống một ngọn núi. Hắn cũng hiểu rằng mượn sức mạnh linh hồn của người khác đã để lại một ít tổn thương. Trải qua 3 ngày Tiêu Viêm khoanh chân chữa trị bản thân đã khỏi hẳn. Tuy nhiên Tiêu Viêm phát hiện cơ thể mình có một linh hồn ấn ký của người khác đang trong cơ thể. Tiêu Viêm đã tìm những quyển sách của Dược Lão để lại. Hắn đã tìm ra một bài thuốc Thanh Hồn Đan 6 phẩm có thể loại bỏ linh hồn không thuộc về mình. Nhưng Tiêu Viêm chưa có vài cây cỏ Thanh Thể Thảo, Băng Hỏa Dung Hồn Quả, Thủy Linh Liên Tử, nên hắn đành cất bài thuốc Thanh Hồn Đan. Đồng thời Tiêu Viêm lấy 4 quyển sách Tam Thì Lôi Huyễn Thân ra xem xét. Tiêu Viêm đã gọi Điều Khôi mở ra 3 quyển sách lấy từ 3 trưởng lão của Phong Lôi Các phía Bắc, và mỗi quyển sách đều tạo ra một trưởng đánh vào Điều Khôi. Cuối cùng Điều Khôi đưa lại Tiêu Viêm 3 quyển sách Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tiêu Viêm đã dùng linh hồn nhớ hết các chữ trong quyển sách vào trong não. Hắn phát hiện thiếu chìa khóa để mở được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, vì vậy hắn đành phải cất 4 quyển sách Tam Thiên Lôi Huyễn Thân vào chiếc nhẫn của mình chỉ thề. Đời bố mày có đời gì hỏa Tam Thiên Diễm Huyết Hỏa, Tiêu Viêm sẽ quay lại tổ chức đám ma tập thể giết hết Phong Lôi Các, bực hết cả mình. Sau đó Tiêu Viêm quyết định đi tìm một sâu thứ hồi sinh Thiên Hỏa Tôn Giả. Tiêu Viêm đã di chuyển chạy đến Hóa Cốt Thành. Hắn đã đi mua một tấm bản đồ bắc vực với giá 3 vạn kim tệ. Ông già cũng nói chuyện với Tiêu Viêm không phải người ở đây. Muốn lên núi Thiên Mùng Sơn Mạch để lấy dung dịch núi lửa của Thiên Sơn Huyết Đàm đúng không? Tất nhiên Tiêu Viêm không hiểu núi Thiên Mùng Sơn Mạch hay chất dung dịch của Thiên Sơn Huyết Đàm là cái gì. Tiêu Viêm đã đưa tiền đút lót cho ông già. Ông già đã đưa tin tức cho Tiêu Viêm. Núi lửa Thiên Sơn Huyết Đàm của đỉnh núi Thiên Mục Sơn Mạch cứ 3 năm sẽ cho ra một loại dung dịch vệ sinh, có thể khiến người từ đấu hoàng 9 sao đột phá đấu tông, và thời gian diễn ra là 1 tháng nữa. Ông già đã gạ Tiêu Viêm mua bản đồ đi đến núi Thiên Mục Sơn Mạch. Tiêu Viêm đành rút thẻ thanh toán mua luôn bản đồ đến Thiên Mục Sơn Mạch. Thậm chí Tiêu Viêm còn đi lượn trong thành mua được một cây Thủy Linh Liên Tử để luyện chế thuốc 6 sao Thanh Hồn Đan. Hay nghe được chuyện Thiên Mục Sơn Mạch đột phá đấu tông là thật. Bây giờ Tiêu Viêm vào nhà nghỉ ngủ một đêm. Chuyển đến sáng hôm sau, Tiêu Viêm ngồi trên tầng 2 nghe các anh em giang hồ mạng đang ngồi ở đây chăm do nơi phép. Tiêu Viêm nghe được anh em bàn toán chuyện Thiên Sơn Huyết Đàm trên đỉnh núi Thiên Mục Sơn Mạch, gồm có Phong Lôi Các, Vạn Kiếm Các kèm theo một số thế lực khác cũng đến. Thậm chí Tiêu Viêm còn hóng tai nghe thêm về chuyện Tứ Phương Các tại Trung Châu. Cứ vài năm Tinh Vân Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các, Phong Lôi Các sẽ tổ chức solo thế hệ 2K trẻ lẫn nhau để xem các nào mạnh nhất trong 4 các. Mà Phong Lôi Các phía đông có Phượng Thành Nhi sinh năm 2K, Vạn Kiếm Các có Đường Ngưng biệt danh Thiên Tuyển Kiếm. Lúc này anh em giang hồ lại bàn chuyện Tiêu Viêm giết được cả Trầm Vân Đấu Tông của Phong Lôi Các phía bắc, đánh bại 3 trưởng lão Đấu Tông, 23 đấu hoàng, 46 đấu vương nữa. Khả năng Tiêu Viêm còn mạnh hơn Phượng Thành Nhi cùng với Đường Ngưng. Tiêu Viêm đang ngồi nghe, hắn đã bị Thiên Lôi Tử các chủ Phong Lôi Các phía bắc di chuyển lên tầng 2 ngồi gần Tiêu Viêm. Thiên Hỏa Tôn Giả đã truyền âm cẩn thận Thiên Lôi Tử. Tiêu Viêm đang cầm cốc rượu đã xin phép Thiên Lôi Tử hắn đi đây. Nhưng Thiên Lôi Tử đã mồm phát biểu với Tiêu Viêm: ba trưởng lão Phong Lôi Các sử dụng trận pháp Cửu Thiên Lôi Ngục Trận còn phá được,
Vì vậy khi một số anh em giang hồ đang có mặt ngạc nhiên Tiêu Viêm đang ở đây. Lúc này Tiêu Viêm cũng hỏi Thiên Lôi Tử muốn làm gì làm đi. Thiên Lôi Tử muốn lấy lại Tam Thiên Lôi Huyễn Thân từ Tiêu Viêm. Thiên Lôi Tử cũng cho biết họ tên. Hắn là Thiên Lôi Tử, chủ tịch Phong Lôi Các phía Bắc, có gọi tên khác là Phí Thiên. Tiêu Viêm nghe vậy đã va huyền trọng xích chém vào người Phí Thiên. Phí Thiên đã dùng một ngón tay bắn một tia sét vào huyền trọng xích của Tiêu Viêm. Tia sét đã chuyển lên tay Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã phải sử dụng dị hỏa lưu ly điện tâm hỏa để loại bỏ tia sét. Và Tiêu Viêm đã sử dụng Tam Thiên Lôi Động nhảy qua cửa sổ bắt đầu chạy. Phí Thiên cũng không nhìn ra được dị hỏa Tiêu Viêm có trên bảng xếp hạng dị hỏa là thật. Nhưng hắn cũng hiểu Tiêu Viêm có công pháp tu luyện dung hợp dị hỏa. Sau đó hắn đã di chuyển đuổi theo Tiêu Viêm.